phụ trách chương trình tin tức tổng hợp. Sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài ABC TV. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên ở phần 2 đã cho biết rằng cổ động viên Hungary bùng nổ trong trận gặp Đức. Những người hâm mộ Hungary cuồng nhiệt đã hò reo khắp Stuttgart trên đường đến sân vận động trước trận đấu của đội tuyển quốc gia với Đức tại giải vô địch châu Âu vào ngày thứ Tư ngày 19 tháng 6. Hàng ngàn người đã ủng hộ và đã tuần hành khắp thành phố vào giữa trưa, đồng loạt đánh trống và hô vang khi họ tạo thành một bức tường ồn ào. Một đội cảnh sát lớn đã theo dõi khi họ đi, với trò chơi được xếp vào loại có rủi ro cao. Thưa quý vị, trên sân cỏ, Hungary đang phải chịu áp lực phải cải thiện sau thất bại 1-3 trước Thụy Sĩ ở trận mở màn bảng A. Trong khi đó thì Đức đang có tâm trạng tốt hơn nhiều sau khi đánh bại Scotland 5-1 để khởi đầu giải đấu như là mơ. Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc phát triển thành lực lượng tinh nhuệ sau 70 năm phát triển. Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc đã phát triển thành lực lượng tinh nhuệ trong 70 năm phát triển vừa qua, nổi lên là lực lượng tấn công dưới nước quan trọng của Hải quân Trung Quốc, đồng thời đề cao trách nhiệm của quốc gia này với tư cách là một cường quốc trong việc bảo vệ hòa bình toàn cầu. Lực lượng Hải quân Trung Quốc đang đánh dấu một lễ kỷ niệm đáng chú ý vào hôm ngày thứ Tư, đánh dấu 70 năm kể từ khi Quân ủy Trung ương phê duyệt thành lập một đơn vị tàu ngầm, báo trước sự ra đời của lực lượng tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6 năm 1954. Trong 70 năm vừa qua, lực lượng tàu ngầm đã trải qua quá trình phát triển đáng kể, mở rộng khả năng của họ từ phòng thủ gần biển đến thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ ở vùng biển xa, với các sĩ quan vẫn cam kết thực hiện cùng các mục tiêu. Kính thưa quý vị, một bản tin cũng liên quan hệ Trung Quốc-Malaysia làm gương cho khu vực. Thủ tướng Trung Quốc đã cho biết, kính thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Li Qian hôm thứ Tư đã cho biết mối quan hệ Trung Quốc-Malaysia luôn đi đầu trong quan hệ giữa các nước trong khu vực và đã đặt ra một chuẩn mực và một tấm gương. Ông đưa ra nhận xét này trong cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Thủ tướng Trung Quốc đang có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới quốc gia Đông Nam Á này. Trước cuộc hội đàm, Anwar đã tổ chức lễ chào đón hoành tráng dành cho Li tại quảng trường trước văn phòng Thủ tướng ở Putrajaya. Lý đã duyệt đội danh dự, lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Malaysia và năm hữu nghị Trung Quốc-Malaysia. Ông Lý đã nói trong một cuộc gặp với Anwar rằng dù tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào trong nửa thế kỷ vừa qua, Trung Quốc và Malaysia luôn cam kết duy trì tình hữu nghị chân thành, hợp tác cùng có lợi và học hỏi lẫn nhau, và mối quan hệ giữa họ ngày càng tiến triển một cách vững chắc. Trung Quốc và Australia có thể cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng, công nghiệp năng lượng mới có tính cạnh tranh. Thủ tướng Trung Quốc Li Qian cho biết vào hôm thứ Ba tại Perth, Australia rằng Trung Quốc và Australia có thể cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng mới. Ông Li đã đưa ra nhận xét này khi đến thăm Tianqi Lithium, Kinana Limited và Fortescue Metal Groups và Fortescue Future Industry tại thành phố Perth của Australia, cùng với Bộ trưởng Tài nguyên Australia Madeleine King và Thủ tướng Tây Australia Roger Cook. Trong chuyến thăm công ty, ông Lee đã nghe các giám đốc điều hành của Tianqi Lithium giới thiệu về hoạt động của công ty, đồng thời tham quan nhà kho tập trung lithium và xưởng đóng gói sản phẩm. Ông Li cho biết, Trung Quốc và Australia có thể tận dụng các lợi thế bổ sung của mình và khai thác tiềm năng tương ứng để xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp năng lượng mới có tính cạnh tranh, vì ngành công nghiệp xe năng lượng mới và pin lithium của Trung Quốc có chuyên môn kỹ thuật, trong khi Australia giàu lithium và các khoáng sản quan trọng khác. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ triển khai năng lượng hạt nhân tiên tiến. Hôm thứ Ba ngày 18 tháng 6, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nhằm đẩy nhanh việc triển khai các cơ sở năng lượng hạt nhân, bao gồm cả tăng tốc về cấp phép và mở ra các ưu đãi mới cho các công nghệ lò phản ứng hạt nhân tiên tiến. Việc mở rộng năng lượng hạt nhân nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng, trong đó đảng Dân Chủ đánh giá rằng loại năng lượng này có vai trò quan trọng trong việc giảm carbon,
trong ngành điện để chống biến đổi khí hậu. Còn Đảng Cộng Hòa xem nó là một cách để bảo đảm nguồn cung cấp điện đáng tin cậy và tạo việc làm. Nội dung của dự luật đã được thông qua tại Hạ viện và giờ đây nó sẽ được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để ông ký thành luật. Dự luật có tên tiếng Anh là Advance Act, được Thượng viện thông qua với 88 phiếu thuận, 2 phiếu chống. Trong số các điều khoản, dự luật sẽ giảm chi phí pháp lý cho các công ty muốn cấp phép về các công nghệ lò phản ứng hạt nhân tiên tiến, sẽ tạo ra giải thưởng cho việc triển khai thành công các lò phản ứng thế hệ tiếp theo và sẽ tăng tốc độ cấp phép cho các cơ sở hạt nhân tại một số địa điểm nhất định. Hoàng tử William thay thế vua Charles vắng mặt tại Royal Ascot. Hoàng tử Anh William chào đón các tay đua tại Royal Ascot vào hôm ngày thứ Tư khi cha ông vua Charles đệ tam vắng mặt. William và nữ hoàng Camilla đã tham quan lễ rước hoàng gia trên xe ngựa, theo sau là nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber trên một cỗ xe riêng. Nhà vua đang nghỉ ngơi trước khi quay trở lại Ascot trong 3 ngày hành động cuối cùng. Sự kiện đua ngựa được nữ hoàng Anne thành lập vào năm 1711 và được người mẹ quá cố của vua Charles là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị yêu thích. Và một lần nữa, phụ trách chương trình sứ quân viên Vũ Quang Vinh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài BCTV. Và chúng tôi cũng không quên những cơ sở thương mại, cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và lời cuối, Lâm Hùng cũng như là Vũ Quang Vinh xin kính chúc quý vị chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe và vô lượng an lạc.